Trong thông báo gửi Quốc hội, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết Stephen Sidley đã được trả tự do sau khi nước này tiến hành các thủ tục ngoại giao thông qua Đại sứ quán Thụy Điển ở Triều Tiên. Dự kiến, Sidley sẽ từ Đại sứ quán Australia ở Bắc Kinh lên đường sang Tokyo, quê của mẹ sinh viên 29 tuổi này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Australia xác nhận thời điểm mất liên lạc anh Sidley đang lưu trú tại Triều Tiên, nhưng không có bằng chứng nào về khả năng sinh viên này đã bị bắt giữ. Sidley được cho là người Australia đầu tiên đến học ở thủ đô Bình Nhưỡng. Sidley đang học ngành văn học Triều Tiên tại Đại học Kim Il-sung và điều hành một công ty du lịch.